Nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Đại sứ quán đã tổ chức cuộc thi vẽ EV Stellar đã diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi tại London dưới hai hình thức offline và online. Cuộc thi cũng là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Vương quốc Anh vào năm 2023. Cuộc thi V-Stellar 2023 có rất nhiều ý nghĩa là tôn vinh các tài năng trẻ để người Việt chúng ta có thể tự hào về thế hệ thứ hai, thứ ba để gìn giữ văn hóa. Ngoài ra, cuộc thi còn có ý nghĩa là gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi chuyên nghiệp, lành mạnh, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, cảm xúc cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống trong các thế hệ người trẻ Việt tại châu Âu. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần tạo ra một sân chơi bổ ích 2 năm một lần cho các tài năng Việt trẻ tại châu Âu.